Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cuộc hành trình thiện nguyện tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Hải đang có mặt tại xã thôn Long Thành, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành của tỉnh Quảng Nam. Và nơi đây quý vị có thể nhìn thấy là khung cảnh ở nơi đây thì người dân đang gặp một hình ảnh rất sức là khó khăn, tức là nước đang bị ngập. Và đoàn cứu trợ của câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Trung Lục Hòa đã có mặt tại các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đang di chuyển vào trong hộ dân mà bị cô lập ở vùng nước lũ nơi đây. Xin mời quý vị các bạn hãy cùng theo chân của Nguyễn Hải tiếp tục cuộc hành trình là đi vào thăm các nhà hộ dân trong này. Của hộ dân. Khung cảnh nơi đây thì là bị ngập. Đoàn Phật tử của chùa Ba Vàng thì đang tiến gần hơn với nhà của các hộ dân bị cô lập ở trong vùng nước lũ này. Nó ra ngoài chùa đó nó chơi lần rồi, chùa Ba Vàng nó chơi lần, nó ra vì nó ra bác nó thi yoga đó chị. Quý vị các bạn có thể nhìn thấy là hai bên nhiều hộ bị ngập thế này không anh? Còn nhiều lắm, nhưng mà ở Cần Thơ nó đem về nó phát nước rồi, rồi chùa của ông Thích Nhật Từ á, Thích Nhật Từ có về đây. Quý vị các bạn có thể nhìn thấy là hai bên đường này trước đây chính là những cái cánh đồng nuôi tôm, nhưng mà vì nước lũ nên là những cánh đồng nuôi tôm này bị thiệt hại rất là nặng nề, và cái nguồn sinh sống chính của người dân nơi đây thì đã bị cuốn nước lũ là cuốn trôi. Em là Phật tử chùa Ba Vàng. Anh biết vậy mà. Đây. Phật tử chùa Ba Vàng. Kính thưa quý vị, thì đoàn của Phật tử chùa Ba Vàng
đã có mặt tại nhà của một hộ dân bị chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Nước đã lên đến đây xong lại rút xuống rồi đây phải không anh? Đây là nước đã chảy rút đấy. Hôm nay Phật tử Chúa Vàng đến thăm bà con bị lũ. Thì cũng mong rất là nhiều người ai xem được chương trình này thì chúng ta có thể đóng góp một phần để chia sẻ với bà con miền Trung của chúng ta. Và trong này hoàn cảnh rất là còn khổ mà trời lại đang tiếp tục mưa đây, mưa rất là to. Trời tiếp tục mưa từ hôm qua đến hôm nay mà nước nhiều vùng đã bị dâng lên vào. Rất nhiều vùng còn đang tiếp tục bị ngập nữa. Cho nên xin tất cả những nhà mạnh thường quân cũng như là Phật tử chúng ta hãy chung tay tiếp tục vẫn hướng về miền Trung. Và chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta phải tu tập cầu nguyện hồi hướng làm sao cho miền Trung chúng ta thoát khỏi những cái thiên tai này. Chứ nếu mà như thế này thì tình hình cũng sẽ rất còn khó khăn. Và chúng ta cùng vào thăm gia đình. Kính thưa quý vị và các bạn, thì trước cái cảnh thiệt hại rất là nặng nề của hộ dân nơi đây thì Phật tử Chùa Ba Vàng đã có những món quà, đó là gạo và một số đồ dùng cá nhân. Tuy rằng những món quà đó không mang lại nhiều giá trị vật chất, nhưng đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho người dân nơi đây có thể khắc phục hậu quả sau trận bão lũ vừa qua. Xin mời quý vị các bạn tiếp tục theo dõi. Bác chủ nhà đâu? Đây là bà đi uống rượu chưa? Hai mẹ con bị bệnh luôn ạ. Bà thì cũng bị bệnh. Đây chủ rút ăn. Thế còn đâu thì con thì cũng bị bệnh luôn. Vâng. Thế còn nhà thì đã cũng ở khu này mất điện lâu chưa bác? Bác có này. Tức là mới được mắc điện vào đây, song đó lũ lại bị mất điện luôn. Vâng. Tức là khu này là trước chưa có điện. Chưa, xong bây giờ mới được kéo điện về đây. Mới kéo điện về đây xong sau đó thì đã gặp lũ như thế này thì lại tắt điện đúng rồi. Vâng. Vì là có lũ thì điện rất là nguy hiểm. Cho nên là nhà nước cắt điện đi là đúng rồi. Vâng. Thế thì hôm nay bác thì ở đây thay mặt cho gia đình nhận quà, chứ còn bà ốm thì chúng con cũng gửi quà. Thế nhưng mà còn anh thì anh có ốm nhưng mà còn mưng mẫn, còn đúng không? Không biết rồi. Vì nó cơ mà gan nó bị không biết đường ra. Thế bây giờ mới ở ngày thường ngày ở đây thì ai lo? Có cô Phật tử mà đến đây mất rồi. Bà chị là đi có việc. Dạ vâng. Thì có việc là. Vâng. Thế thì thôi bác hay ở xóm. Sao là Phật tử? Thì thôi hay ở xóm. Cái này thì chính là đổ luôn ra hộ chúng ta có vài ba bỏ nước vào. Thì đổ ra hộ em nhé. Vâng. Bảo gia đình đổ ra hộ em. Và đây có chút trời. Thì cũng có. Dạ vâng. Dặn cũng như không, cho nên tí nữa phải nhờ hai bác và xóm nhé. Nó chỉ vào vài giọt thôi, còn các em treo ô hết rồi ạ. Vâng. Cho phong bì ạ. Cho phong bì xin để cho gia đình. Nó vậy. Phong bì thì nhận được đúng không? Phong bì thì biết nhận phải không? Vâng. Thế tí về đưa cho chị gái nhá. Vâng. Vâng. Đưa cho bà nội. Đưa cho bà nội. Đưa bà nội cấp. Bà con đưa nội, con đưa nội tiền nội cũng phát được không? Thank you.
chùa Ba Vàng bà nội nói tiếng cảm ơn được không bà nội? Dạ. Bà nói tiếng cảm ơn sư thầy. Cảm ơn sư thầy. Cảm ơn sư thầy. Chính nó cổ ban sư thầy. Chính nó đấy. Cảm ơn sư thầy. Cảm ơn sư thầy. Cảm ơn sư thầy. Cảm ơn sư thầy. Cô nói câu để cho nó có phúc là cảm ơn sư thầy. Cảm ơn sư thầy. Vâng, đúng rồi. Thế nhá. Vâng. Không nhớ. Cũng, bà cũng lãng đời cũng tha mạc băng thị sự của chùa Lộc Tăng. Cũng xin cảm ơn chùa Ba Vàng và tất cả bà con có tấm lòng từ đường xa mà vô đây. Trên tinh thần nó giúp đỡ cho những người nghèo ở thôn Long Thành, xã Tân Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Trên tinh thần đó tôi cũng đại diện là cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị khỏe. Con xin chào cụ, chúng con đi tiếp nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi được ghi lại tại thôn Long Thành, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành của tỉnh Quảng Nam, của chuyến thăm hỏi động viên đối với gia đình tại hộ dân nơi đây của Phật tử chùa Ba Vàng. Cuộc hành trình đến thăm các gia đình gặp khó khăn của địa bàn xã Núi Thành, huyện Núi Thành của tỉnh Quảng Nam vẫn sẽ tiếp tục trong các video tiếp theo. Xin mời quý vị các bạn cùng chú ý theo dõi. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.